Rồi chào các bạn ạ. Mình quay gửi đến với các bạn một số thông tin về một cái đoạn đường Nguyễn Phước Lan các bạn này. Con đường tại khu đô thị Hòa Xuân đó. Ngay đây mình có việc cũng ngồi nhậu với anh em một tí các bạn biết không? Nhưng mà mình quan sát có một cái việc này để mình chia sẻ với các bạn á, là có quán nhậu của mình. Mình ngồi các bạn này. Nó rất là ít khách các bạn. Nhìn qua bên này cũng rất là ít khách. Ít khách lắm. Từ dưới đi lên mình thấy rất là ít khách. Vì đó chứng tỏ là cái nhu cầu của người dân của chúng ta nó xuống rất là thấp các bạn, thấp lắm. Mình hỏi anh em chủ quán, nói chung là từ ngày đưa ra một số cái quy định này nọ các bạn này, cái nhu cầu mà ăn uống của người dân nó giảm đi rất là nhiều, giảm nhiều lắm. Đó, mình quay gọi đến mức bằng một số thức phim này đó. Ở quán này các bạn thấy không? Nó rộng mênh mông luôn nhưng mà không có khách. Đó các bạn thấy không? Không có khách luôn. Đó quán này cũng không có khách các bạn này đó. Không có khách này. Đây là con đường Nguyễn Phước Lan các bạn ạ. Qua cầu là chúng ta sẽ đến khu đô thị Nam Hòa Xuân. Đó, để qua gửi đến các bạn một số thức phim rất là chân thật luôn. À, cuộc sống về đêm ở đây như thế nào. À, chỗ này các bạn ha, quán rất là hoành tráng nhưng mà khách không có bao nhiêu hết. Bên này cũng vậy các bạn. Các quán nhậu ở thành phố Đà Nẵng mình để ý á, thứ bảy chủ nhật thì có khách, chứ còn những ngày thường rất là ít khách, ít khách lắm. À, mình qua cầu Trung Lương rồi mình sẽ đến khu đô thị Nam Hòa Xuân. Rồi đây là qua khu đô thị Nam Hòa Xuân các bạn ạ. Trước mặt của chúng ta là hai cái hàng xuất hào. Bình thường đi ban ngày chúng ta nhìn rất là rõ, ban đêm thì các bạn thấy đó. Những hoạt động ở đây vần đa là chưa có gì hết đó. Đây, các bạn thấy rõ không? Đó. Đó hai bên là cửa thấy các bạn đó. Chỗ này mình thấy có một vài cái quán nhậu ven đường mọc lên đây, chỉ một đoạn cho đó thôi, còn ở đây thì mình thấy trống trơn luôn, không có gì hết.
Ban ngày thì xe chạy khá là đông đúc, nhưng mà ban đêm thì mình thấy rất là vắng vẻ. Nhưng mà không sao hết các bạn ạ, mình thấy khu đô thị Nam Hòa Xuân này rất là xứng đáng để cho chúng ta ở. Vì đây là một khu đô thị rất là gần trung tâm thành phố Đà Nẵng, gần lắm, chỉ có vài km thôi. Đặc biệt là hạ tầng mình thấy đầu tư rất là bài bản, đâu vào đấy đang rồi. Về pháp lý là đã có sổ hết rồi, mua xong mà chúng ta không có lo lắng gì hết. Về giá cả thì so với giai đoạn năm 2019 là nó đã giảm đi tầm tầm khoảng 30% rồi. Đường xá hạ tầng rất là tốt. Vấn đề của chuyện ở đây là những nhà đầu tư người ta mua ở đây rất là nhiều đó. Những nhà đầu tư thì phần đa người ta ở nhiều địa phương khác nhau, họ không có nhu cầu ở. Thế còn nói về vị trí thì mình xác định là ở khu đô thị Nam Hòa Xuân rất là tốt để cho chúng ta ở. Hạ tầng và vị trí, khoảng cách không gian từ khu đô thị và đến trung tâm thành phố Đà Nẵng, đến bệnh viện, đến ủy ban nhân dân quận, công an quận rất là gần, rất là xứng đáng để cho chúng ta ở. Tầm tầm khoảng 10 năm hoặc là 15 năm sau là khu đô thị này rất là tốt. Đường xá hạ tầng giao thông mình đánh giá rất là tốt. Những khu nào mình thấy được ok thì mình giới thiệu với các bạn như vậy. Một số bạn ví dụ như là đầu tư FPT. FPT thì mình đánh giá hạ tầng cũng ok thôi, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà so với Nam Hòa Xuân thì nó xa hơn trung tâm thành phố. Nam Hòa Xuân thì đi đến trung tâm thành phố gần hơn rất là nhiều so với FPT. Còn về cái độ thông thoáng á, thì khu đô thị Nam Hòa Xuân nó sẽ thông thoáng hơn vì nó là một cái hòn đảo, xung quanh là sông Cỏ Cò rất là thoáng. Đặc biệt là các bạn đi theo con đường nạt ra cái bãi tắm Sơn Thủy của mình rất là gần đó, gần lắm. Ở giao thông các bạn thấy là rất là tốt. So với thời kỳ đỉnh điểm, ví dụ như là có những lô đất lên là hồi trước á, là 3 tỷ 8 đến 4 tỷ thì bây giờ nó rơi về cái giá tầm tầm khoảng 2 tỷ mấy thôi. Một cái mức giá thôi mình là có thể là mua ở được. Đầu tư thì mình chưa có dám nói. Ở đây có cái hệ thống thoát nước đang đầu tư. Thì tầng thoát nước xử lý thải thì Đà Nẵng đầu tư cũng tương đối bài bản các bạn. Đó. Tất nhiên thành phố Đà Nẵng chưa phải là một khu đô thị sầm uất, nhưng mà bù một cái là thoáng mát, đó, sạch sẽ. Ở rất là thoải mái. Rồi ngày nay mình đi có việc tí. Nói chung là về ban đêm có một vài hình ảnh gửi đến với các bạn như vậy thôi. Bye, chào các bạn ạ.